Cơ sở Dịch vụ Minh Hướng xin gửi lời chào đến tất cả các quý hàng đã đón xem video mới của cơ sở bên em. Thì ngoài sản xuất dòng sập gụ, thì bên cơ sở em có sản xuất thêm dòng ghế móc mỏ gỗ gụ là chuẩn chỉnh 100% đấy ạ. Và trước mắt các quý hàng đây đó chính là một bộ ghế móc được cơ sở em khảm ốc đỏ Singapore. Vô cùng là đẹp và rực rỡ luôn đấy các bác ạ. Và với một bộ ghế móc mỏ được khảm ốc như thế này đang được cơ sở em bán với mức giá là 17 triệu. Giá đã bao gồm là cả hoàn thiện màu và bên cơ sở em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển 100 km quay đầu cho mọi đơn hàng ạ. Thì một bộ ghế móc mỏ này bao gồm là 7 món, một chiếc đoạn dài văng đại dài 1,9 m và hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn kẹp, một chiếc bàn lớn và hai chiếc đôn nhỏ. Và vách lưng được cơ sở em khảm theo bức tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, một hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam đấy ạ. Thì ở bàn được cơ sở em khảm cành hồng treo gió và bốn góc truyện vô cùng là nổi bật. Hình ảnh bốn góc truyện đang trầu nguyệt rất chi là đẹp đấy các bác ạ. Và các bác quan tâm yêu thích dòng sản phẩm này thì liên hệ kết nối ngay với em Hương qua số Zalo 0989 924 345 để được em tư vấn và báo giá kỹ hơn ạ. Và những bác nào thích chơi những mẫu ghế móc mỏ không khảm thì đang được cơ sở em bán với mức giá là 14 triệu. Vô cùng là đẹp luôn đấy các bác ạ. Và ngay bây giờ đây các bác cùng với em Hương để đi ngắm nghía quan sát thật kỹ về từng đường nét khảm. Được khảm hoàn toàn bằng chất liệu là ốc đỏ Singapore nhập khẩu đấy các bác ạ. Nên nước khảm rất rực rỡ, rất long lanh. Các bác yêu thích sự nổi bật rực rỡ thì hãy chọn ngay cho ngôi nhà của mình một bộ ghế móc mỏ như thế này. Giá cả cực kỳ cạnh tranh luôn đấy các bác ạ. Rất đẹp luôn đấy các bác ạ. Hàng để thô để mộc đã đẹp như thế này rồi thì khi hoàn thiện lên thì những đường nét khảm sẽ nổi bật lên trên bề mặt gỗ tự nhiên này, rất rực rỡ và rất đẳng cấp đấy các bác ạ. Và cơ sở sập gụ Minh Hướng rất hoan nghênh các quý khách hàng đến tham quan trực tiếp và ký duyệt tận cơ sở bên em ạ. Và bên cơ sở em sẵn hai cơ sở. Cơ sở 1 có địa chỉ là ở số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và cơ sở 2 có địa chỉ là khu công nghiệp 1 là nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định ạ. À. Và một lần nữa, em Hương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý khách hàng đã đón xem hết video của cơ sở bên em ạ. À.